Xin chào các bạn. Lần trước thì mình đã có làm một video về vẽ con hổ bằng 3 hình tròn. Tuy nhiên thì sau một thời gian thì có một số bạn này ý kiến lại với mình rằng là cái phần hướng dẫn đấy nó chưa chi tiết. Cái thứ hai là mình đã lược bỏ đi một số phần, do đó các bạn không thể thực hiện theo được. Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện lại cái clip đấy. Mình sẽ tiếp tục vẽ một con hổ và vẫn theo phong cách như clip đó. Tuy nhiên lần này thì sẽ có một số thay đổi so với lần trước, đó là lần này mình sẽ không tua nhanh hoặc không lược bỏ bất kỳ đoạn nào trong quá trình mình vẽ con hổ này. Mình sẽ quay từ đầu đến cuối mình thực hiện. Để tiện cho các bạn theo dõi và cũng không để làm mất thời gian của các bạn thì mình sẽ làm phần phụ lục cho video này. Các bạn muốn xem phần nào thì hãy di chuyển đến cái phần đó để xem. Tất cả những cái thông tin cần thiết thì mình sẽ để dưới phần mô tả, các bạn chú ý theo dõi. Thật sự vẽ theo cách của mình thì nó khá là đơn giản, nó không hề phức tạp một chút nào, chỉ cần các bạn chú ý và lắng nghe những cái điều mình nói. Ok các bạn, giờ chúng ta bắt đầu vào vẽ. Thì như lần trước thì các bạn vẽ cho mình 3 hình tròn. Sau đấy thì tại cái hình tròn ở bên phía tay phải, ngoài cùng bên phía tay phải, các bạn vẽ hình một cái khung chân thò ra như vậy. Tiếp theo là cái chân thứ hai. Phần chân trước chúng ta cũng làm tương tự. Các bạn chỉ cần sử dụng những đoạn thẳng để vẽ cái khung hình chân. Quá trình vẽ thì các bạn chú ý để khoảng cách của các chân nó bằng nhau, thì để thể hiện là con hổ nó đang đi trên mặt đất, bởi vì góc nhìn của chúng ta là cái góc nhìn ngang, trực diện ngang vuông góc với thân con vật. Thông thường thì khi phác thảo và dựng hình thì mình sẽ sử dụng bút chì 2B, tuy nhiên thì để cho các bạn nhìn rõ hơn và để khi quay video thì nó rõ ràng hơn thì mình sẽ sử dụng bút chì 3B. Thì các bạn có thể sử dụng bút chì 2B hoặc 3B đều được các bạn nhé. Chỉ cần quá trình vẽ là các bạn không tì mạnh quá, không ấn mạnh quá, để tí nữa xóa cho nó dễ. Sau khi dựng xong hình thì các bạn nối những cái hình tròn vào với nhau như mình thực hiện trên video. Xong sau đấy các bạn vẽ rõ các cái chân ra. Nói nôm na làm cho cái khung lúc nãy đắp thêm thịt vào các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy trên video mình làm rất đơn giản. Thì các bạn cũng làm theo y hệt như vậy. Ở clip trước thì mình cũng làm nó tương đối là rõ rồi. Cá nhân mình cảm thấy thì clip đó thì mình đã hướng dẫn tương đối là chi tiết. Tuy nhiên không hiểu sao thì một số bạn nghĩ rằng là mình đã lược bỏ cái phần quan trọng. Thì mình có xem lại video thì mình đoán đó là cái phần vẽ mặt và cái phần lên chì đánh bóng. Có lẽ là các bạn thấy cái phần đấy mình bỏ qua, bởi vì mình chỉ nói bằng miệng thôi nên các bạn cảm thấy khó. Tuy nhiên là trong clip này thì mình sẽ thật làm thật chi tiết, sẽ quay từ đầu đến cuối, không bỏ sót phần nào. Và đến phần mặt thì mình sẽ quay rõ cái phần mặt mình sẽ đã vẽ như nào. Mọi người chú ý là ở phần dựng hình này là phần quan trọng nhất nhé. Thì quá trình dựng hình thì sẽ có những nét sai, có những nét nhầm và nhiều nét chồng lên nhau. Thì mọi người có thể áp dụng hai cách, đó là một là mình vừa vẽ như này mình vừa sửa luôn cũng được, hoặc không các bạn cứ vẽ nhiều nét dối xong sau đó lát nữa thì chúng ta vừa tẩy vừa sửa sau cũng được. Nói chung là trong clip này thì mình sẽ vẽ và xong vào cái giai đoạn xóa các đường nét thừa thì mình xóa sau. Một lưu ý nữa đối với mọi người khi dựng hình, đó là hình dáng con hổ này thì trước tiên là các bạn chú ý cái phần lưng nó. Cái phần lưng sẽ võng xuống và phần vai nó sẽ nhô cao lên một chút. Ở phần ức này thì các bạn làm cho mình nó dày hơn một chút, dày hơn và
phần bụng thì thon dần về phía chân sau. Phần vẽ các bàn chân này thì các bạn vẽ đơn giản như này cho mình thôi nhé. Thì tí nữa thì sẽ có phần mình sẽ hướng dẫn vẽ cái bàn chân này riêng. Hoặc là bạn nào mà vẽ được những phần khác rồi, còn phần bàn chân mà chưa vẽ được thì có thể di chuyển luôn đến cái phần mình vẽ bàn chân ấy. Mình sẽ để ở phần mục lục. Sau khi cơ bản dựng hình xong thì các bạn vẽ cái mặt đất. Mục đích của việc mặt đất này là vẽ cái mặt đất này để mình có thể xác định được hình dáng con vật, chính xác hơn là dáng đứng của con vật, và để khi mình vẽ chân thì mình sẽ không bị nhầm lẫn. Ở phần mặt này thì mọi người cứ chia bốn cái hình tròn ra nhé, chia bốn hình tròn xong là ở bên dưới thì mọi người vẽ thêm một hình tròn nữa nhỏ hơn. Đoạn này nhìn cảm giác giống như một con lợn đúng không anh em? Rồi, sau đấy xác định vị trí của mắt. Mắt sẽ nằm trên cái đường ngang này. Thì anh em cứ ước chừng cái khoảng cách cho nó phù hợp. Tiếp đến là chúng ta sẽ vẽ cái miệng. Toàn bộ cái khuôn miệng và mũi này thì mình sẽ đặt trong cái hình tròn này. Đấy, các bạn thấy không? Mình sẽ đặt trong cái hình tròn này. Cái này thì mình đã tính toán rất kỹ lưỡng. Để vẽ như thế là nó sẽ hợp lý. Ở hai bên má này thì mọi người vẽ nó hóp vào một tí. Về phần con mắt thì tạm thời mọi người cứ vẽ nó đơn giản như này nhé. Mình cũng chưa cần chỉnh sửa cho nó chuẩn xác. Bởi vì lát nữa mình sẽ vẽ riêng cái đầu ấy, thì lúc đấy mình chỉnh sửa cái kích thước và hình dáng cái đầu nó chính xác rồi, lúc đấy mới bắt đầu sửa cái mắt. Nên là ở đây cái mắt các bạn có thể thấy là mình vẽ nó rất đơn giản và rất nguệch ngoạc. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Giờ là đến giai đoạn là hoàn thiện dựng hình. Thì chúng ta sẽ tẩy đi những nét thừa. Quá trình tẩy này thì các bạn vừa tẩy vừa sửa, sao cho nhìn cho nó hợp lý. Còn các bạn mà nếu mà không hiểu như nào là hợp lý thì các bạn có thể nhìn trên clip mình làm thì sẽ thấy hợp lý. Cũng có chỗ mình phải sửa này. Ví dụ như kiểu là cái phần ở hông này thì mình cho nó cao hơn này, vai cho cao hơn, rồi tô lại các phần ở bụng, tô lại các đường nét. Chắc là vẽ đến giai đoạn này thì chắc mọi người cũng thực hiện theo mình được, chứ cũng không có gì phức tạp đúng không các bạn. Có thể là hình nó chỉ hơi sai lệch hơn một tí, chứ còn về cơ bản này chắc bạn nào cũng làm được đến giai đoạn này. Nếu có bất kỳ khó khăn ở đâu hay vướng mắc ở chỗ nào thì các bạn hãy để lại comment để chúng ta có thể trao đổi và sửa sai cho nhau. Mình hoàn toàn tán thành những ý kiến đóng góp của các bạn, dù tích cực hay tiêu cực, khen chê mình đều sẽ nhìn nhận lại. Và có điểm nào nó chưa chuẩn, chưa đúng thì chúng ta cùng nhau phối hợp bàn bạc và rút kinh nghiệm. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find.
stay by my side. Chúng ta bắt đầu đến cái phần chỉnh sửa cái gương mặt. Thì phần này có lẽ là phần khó nhất khi vẽ một con hổ, mình đoán thế. Và nhiều bạn cũng gặp khó khăn ở cái đoạn này. Việc làm đầu tiên của mình ở giai đoạn này đó là mình sẽ vẽ lại các bộ phận trên gương mặt của con hổ. Ví dụ như phần tai này thì mình sẽ vẽ rõ cái vành tai ra. Đây các bạn nhìn và thực hiện theo mình, rất đơn giản. Kế tiếp thì mình sẽ sửa cái viền của gương mặt. Thì thông thường con hổ thì hai bên má này nó thường sẽ có những cái búi lông rất dày, và nó làm cho cảm giác là hai con má của con hổ này nó rất tròn. Tiếp đến là các bạn sẽ tô lại cái phần mũi. Stay by my side. Just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side.
bây giờ chúng ta cùng nhau sửa phần mắt. Lúc nãy thì mình vẽ phát cái đoạn kia thì mình để cái mắt con hổ nó xách, nhưng mà thực tế thì mắt nó cũng không xách đến cái mức độ đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại một mi trên, một đường để vẽ mi trên và mi dưới là một cái hình vòng tròn lên như này. Chúng ta sẽ được cái mắt của con hổ. Thì các bạn nên nhớ rằng là cái mắt của con hổ thì con cái phần lòng trắng bên trong các bạn để nó hình tròn nhé. Xong về cái con ngươi thì các bạn chỉ cần chấm tròn ở giữa là xong. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa cái phần mà kích thước nó chưa hợp lý. Như ở đây ở phần hai bên má này mình cho nó to ra, chỉnh sửa lại cái phần miệng con hổ và tiếp tục sẽ tẩy đi những cái phần thừa. Sau khi chỉnh sửa xong các bộ phận trên gương mặt thì các bạn dùng bút chì, như mình đang dùng đây là bút chì 3B, các bạn đánh chì toàn bộ các khu vực trên khuôn mặt nhé các bạn nhé. Đánh một lớp chì nó dàn cái độ mỏng nó gần bằng nhau ấy. Trước hết là mỏng gần bằng nhau. Xong sau đấy các bạn sẽ nhấn lại một số cái khu vực mà nó tối. Khu vực tối ở đây là những đâu? Là phần phía trên trán của con hổ, như các bạn thấy mình đang đánh đây. Trán này, ở bên trong tai này, phần bên trong tai này nó sẽ tối mà các bạn. Hai bên thành của cái mũi này. Hai bên thành của cái mũi dưới con mắt, chỗ phần đấy thì về cơ bản nó sẽ tối. Và cả ở hai bên phía dưới tai nữa. Dưới tai thì thông thường là ánh sáng nó chiếu vào thì cái tai nó khuất ấy. Thì cái phần bên đấy nó sẽ tối hơn một chút. Sau khi phủ xong một lớp chì 3B như vừa rồi mình vừa làm thì các bạn dùng bông, tăm bông hoặc là cái bút giấy để các bạn đánh toàn bộ các khu vực chì mà các bạn vừa phủ lên ấy. Đấy, các bạn đánh đều tay. Chú ý quá trình đánh thì khu vực nào mà lúc nãy mình để tối thì mình sẽ tì mạnh tay, còn khu vực nào mà mình để nó sáng thì sẽ tì nhẹ tay thôi. Bây giờ các bạn tô lại cái phần miệng con hổ. Thì đây nó giống như kiểu là nó gọi là một cái hình chữ V lộn ngược à, hay là một hình khu vực tam giác. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục lại tô lại các đường nét nữa. Tiếp theo các bạn mài nhọn đầu bút chì 3B và các bạn tỉa những cái đường nét giống như khi chúng ta vẽ râu, vẽ lông. Chúng ta tỉa những cái nét ngắn này để cho thành hai bên má của con hổ. Nó tạo cảm giác như những cái sợi lông nó chìa ra. Sau khi thực hiện xong các bước trên thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ những cái vệt vằn trên gương mặt của con hổ. Thì nó cũng có một nguyên tắc chung thôi các bạn ạ.
thì hai bên má thì có những cái đường vằn song song với bên má, rồi là bên dưới mắt thì có những cái đường vằn mà song song với nhau với mí mắt dưới đấy, có những cái đường vằn như thế. Nói chung là các đường vằn của con hổ trên gương mặt này thì nó cũng tuân theo những quy luật nhất định, mặc dù không con nào giống con nào nhưng mà nó vẫn có những cái quy luật nhất định. Còn đây là cái phần râu ria ở miệng con hổ, thì các bạn có thể thấy là mình đang chấm những cái chấm nhỏ hơi hình vòng cung để vắt qua miệng, xong sau đấy là các bạn tô lại một lượt, thế là được cái phần ria của nó tương đối giống thật. Bây giờ các bạn sẽ tỉa chì ở hai bên thành mũi. Hai bên thành mũi chúng ta sẽ để nó đậm hơn. Tí nữa ở cái phần giữa cái mũi thì chúng ta sẽ để nó sáng lên. Chúng ta dùng tẩy, chúng ta tẩy cho nó sáng. Ở phần mũi của con hổ thì nó vẫn lờ mờ có những cái đường kẻ các bạn ạ. Có những cái vằn. Tiếp theo là cái phần vằn ở trên trán của con hổ thì nó giống như cái chữ vương trong tiếng Trung nha các bạn, giống như chữ vương vậy, nó có những cái đường song song như này, song song với nhau từ trên trán xuống khu vực trên mắt, xong ở giữa thì có một cái vệt đen nối lại, cái này người ta gọi là chữ thọ. Rồi là những cái vằn ở bên dưới tai. Các bạn chú ý nữa là ở trên mắt con hổ thì nó sẽ có những cái đường vằn kiểu như này, các bạn nhìn trên clip, những cái đường vằn ngược lên như thế. Rồi, thế là cơ bản là chúng ta đã vẽ xong những cái đường vằn. Tô lại một chút cái phần tai cho nó nổi rõ cái viền tai đi. Phần ở hàm dưới thì chúng ta cũng làm tương tự như hai bên má, chúng ta tỉa những cái đường lông tạo cảm giác nó chân thực đấy, cho nó tua rua ra. Cái này chắc các bạn thực hiện cũng sẽ rất đơn giản thôi. Tô lại một lần nữa các sợi viền lông ở hai bên má, các sợi lông ở hai bên má, tô lại cái đường vằn này một chút. Chúng ta sẽ rất nhiều lần tô lại cái đường vằn này, bởi vì trong quá trình vẽ thì có thể là quệt tay vào hoặc tí nữa xóa đi, chúng ta sẽ xóa vào những vệt vằn ấy, nên là cứ chỗ nào các bạn cảm thấy nó bị mờ là các bạn tô lại thôi. Sau khi đã tô lại các đường vằn thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tẩy sét để chúng ta tẩy sáng những cái phần mà nó sáng. Ví dụ như ở phần tai thì phần vành tai thì chắc chắn nó sẽ phải sáng hơn phần ở trong lòng cái tai rồi, đúng không các bạn? Và mình phải tẩy sáng cái phần đấy.
Tiếp theo là cái phần ở trên mí mắt, cái phần sáng ở trên mí mắt, ở trên mắt thì cái phần này nó thông thường nó sẽ nhô ra nên nó sẽ nhận được nhiều ánh sáng hơn nên nó phải sáng. Phần cần tẩy sáng tiếp theo là phần ở dưới mũi. Bạn có thể nhìn thấy cái khoảng mình tẩy sáng nó rất rõ, và cái phần đấy nó cũng sẽ sáng. Và phần hàm dưới, hàm dưới thì thông thường nó sẽ là lông trắng các bạn, nên là chúng ta cũng tẩy sáng cái hàm dưới. Các công đoạn của vẽ gương mặt thì cơ bản nó chỉ có những cái bước đấy thôi các bạn. Chúng ta vừa tô đậm lại, lại vừa tẩy sáng sao cho cảm thấy nó ưng ý nhất, thì cũng không có gì đặc biệt ở cái phần này cả. But I know I got a lot to prove. They think we're
We're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind and someday. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong phần đầu. Bây giờ đến phần thân thì cũng tương tự như phần đầu lúc nãy. Thì các bạn sử dụng bút chì 3B, các bạn đánh chì toàn bộ trên phần thân con vật. Đánh chì toàn bộ trên phần thân con vật. Từ chân tay tiếp đến đuôi là đánh hết. Tí nữa các bạn sẽ nhấn ở phần sóng lưng của con hổ. Kéo đến nửa thân người ở bên dưới là nó sẽ đậm màu hơn, thì các bạn sẽ trồng cái chì nó dày hơn và đậm hơn ở những phần đấy. Cái thứ hai là những cái chân bị khuất ở phía bên kia ấy, thì thông thường thì bên trong nó sẽ tối mà. Đấy, thì các bạn cũng tô cái phần này nó đậm hơn. Đơn giản thế thôi. Sau khi tô xong thì các bạn tiếp tục dùng bông hoặc bút giấy để các bạn đánh như cái phần khuôn mặt lúc nãy. Y hệt như vậy, không có gì khác cả. It's you and I.
Sau khi đã sử dụng bông để đánh qua một lượt thì mình sẽ vẽ những cái đường vằn của con hổ. Thì mỗi con hổ thì có một cái kiểu đường vằn nó khác nhau, tuy nhiên thì nó cũng tuân theo những cái nguyên tắc nhất định. Nó cũng giống như kiểu vân tay con người ấy. Mỗi con hổ thì có một kiểu vằn khác nhau, nhưng mà cái nguyên tắc chung là sẽ có những cái đường vằn lớn từ trên lưng con vật chạy xuống phần bụng. Thì các bạn chỉ việc vẽ những đường vằn như mình vẽ đây. Mình cứ vẽ những cái đường vằn mỏng như thế đã, tí nữa xong mình tô cho nó đậm lên sau. Đường vằn ở đùi, đường vằn ở đuôi thì sẽ có những cái khoang đen trắng. Khoang đen trắng sẽ rõ ràng hơn về phần cuối đuôi. Và cái chóp của cái phần đuôi thì lúc nào cũng là màu đen các bạn nhé. Những cái đường vằn giữa đùi và giữa thân con vật thì nó thường sẽ có cái dạng kiểu như này. Kiểu như kiểu nó chia thành hình hình hạt chám ấy. Mình đã quan sát rất nhiều ảnh con hổ và rút ra được những cái kinh nghiệm khi vẽ cái đường vằn này. Thì các bạn quan sát trên video để thực hiện theo mình. Sau khi định hình xong được các cái đường vằn ở trên thân con hổ thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bút chì đậm hơn 5B hoặc 6B. Ở đây mình dùng bút chì 5B để mình đánh cho cái phần vằn của con hổ nó đậm hơn. Quá trình đánh thì các bạn chú ý là đánh thật nhẹ nhàng tự nhiên cái tay của mình ấy, để cho cái vệt vằn này nó cảm giác nó tự nhiên chứ nó không phải máy móc. Một lưu ý nho nhỏ nữa là ở phần bụng của con hổ thì những cái vệt vằn ấy nó sẽ to hơn một chút, nó sẽ rõ ràng hơn, to hơn. Đây các bạn có thể thực hiện theo mình.
sau khi hoàn thiện tất cả các khâu tô lại các việt vạ vẹt vằn thì bây giờ các bạn sẽ tiếp tục sử dụng bút chì đậm, ví dụ như 4B, 5B, 6B. Các bạn đánh đậm hơn nữa cái phần lưng của con hổ, bởi vì cái màu sắc lông của nó sẽ nhạt dần từ trên lưng xuống mà. Nên chúng ta sẽ tô đậm những cái chỗ đấy. Tất nhiên sau khi đánh chì thì chúng ta lại tiếp tục đánh bóng, dùng bông để đánh bóng để cho cái nét chì nó mềm mượt, nó mịn, nó không bị lộ cái nét chì. Thật ra vì là clip làm để hướng dẫn các bạn nên là mình làm nó cũng không được chi tiết cho lắm. Mình chỉ nói chung là làm để cho các bạn nhìn thấy cái cách thực hiện, chứ mình sẽ không làm kỹ, bởi vì nếu làm kỹ thì có thể mất thời gian hơn rất nhiều.
chúng ta tiếp tục lấy cái cục tẩy sét ra để chúng ta tẩy. Thì thông thường là phần bụng của con hổ nó sẽ có lông trắng, màu nó sáng hơn, thì chúng ta tẩy cái phần bụng này cho nó sáng lên. Ok. Hai nữa là cái phần lông trắng này nó còn có ở dưới cổ con vật nữa, cổ và lòng trong của các chân. Đấy, các bạn tẩy những vị trí đây cho nó trắng sáng lên, thế là đẹp. Tiếp theo các bạn dùng bút chì 4B để tô lại toàn bộ các đường nét nhé, trên người con vật. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. I've been high. Lately I've been high.
Giờ đến phần vẽ chân của con hổ. Thì cơ bản loài hổ là cái loài nó cũng giống như con mèo. Nó sẽ không có cái móng chân nó thò ra, mà chỉ khi nào tấn công con mồi, săn mồi thì nó mới thò cái móng ra. Do đó là cái mũi ngón chân để chúng ta để nó tròn. Thì do là cái chân bên kia nó đang quay vào phía chúng ta này, nên là các bạn vẽ chúng ta có thể nhìn thấy cái lòng bàn chân của nó. Thì mình đang cố gắng để vẽ thể hiện được cái lòng bàn chân của nó. Chúng ta có thể quan sát được cái lòng bàn chân của nó, các bạn hiểu. Cơ bản thì các ngón chân khác thì chúng ta cũng sẽ vẽ như vậy. Thông thường thì chúng ta sẽ vẽ 3 ngón chân, bởi vì một ngón chân sẽ bị khuất. Đoạn này thì phải tự lực cánh sinh các bạn thôi. Quan sát trong cái video của mình và thực hiện theo cho bao giờ cảm thấy nó giống nhất có thể. Vẽ nhiều thì nó thành quen mà anh em.
giờ là đến giai đoạn hoàn thiện bức tranh. Thì các bạn quan sát tổng thể lại một lượt để thấy những cái điểm nào mình cần chỉnh sửa, những cái đường vằn nào mình cần tô đậm hơn. Và sau đó các bạn tẩy đi những cái phần thừa xung quanh thân con hổ mà lúc nãy mình vẽ, mình có chườm ra, tẩy những vết bẩn. Và sau đấy là có thể vẽ rõ thêm cái nền đất bên dưới để tăng cho nó cái hiệu ứng chân thực. Thì cơ bản là cách vẽ một con hổ thì nó đơn giản vậy thôi. Nếu mà bạn nào mà xem hết video mà này mà xem đến đoạn này thì tớ đoán là các bạn là cũng vẽ cũng gần được như này rồi, thậm chí là các bạn vẽ đẹp hơn, thành công hơn. Còn bạn nào mà xem qua loa xong là vào nhận xét thì nói chung là mình cũng không biết nói thế nào cả. Văn ôn võ luyện cái gì cũng vậy thôi các bạn ạ. Phải luyện tập, phải làm hàng ngày thì nó mới quen tay được. Chứ còn các bạn cứ xem 1-2 phút tua nhanh rồi là thấy nó khó các bạn lại thôi thì sẽ không bao giờ vẽ được. Nói chung là cần rất nhiều sự cố gắng. Thì video của mình đến đây là cũng đã sắp kết thúc. Thì mình xin gửi lời chào tới tất cả các bạn. Chúc các bạn sức khỏe và thành công trong cái việc vẽ con hổ. Nếu thấy video hay và bổ ích thì hãy dành tặng cho mình một lượt like và một lượt sub. Kênh của mình thì còn rất nhiều các video hấp dẫn khác. Mình vẽ rất nhiều thể loại từ chân dung cho đến động vật, thực vật, vân vân, rất nhiều thứ. Các bạn có thể theo dõi và ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.